Cái gì mà con dằn mâm xén chén mà hả? Ai biểu mẹ không mua iPhone 13 cho con? Hồi đó mẹ hứa ngon lắm mà. Mẹ hứa iPhone 14 ra là iPhone 13 giảm giá, mẹ sẽ mua cho con. Bây giờ iPhone 14 nó ra cả tháng trời đó, sao mẹ không mua cho con đi? Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi, mẹ không có dư tiền. Chừng nào mẹ dư giả, mẹ sẽ tính. Lúc nào mẹ cũng không dư tiền, không dư tiền. Vậy khi nào mẹ mới có tiền? Mẹ có biết hả? Bạn bè con ai cũng xài iPhone 13, 14 hết trơn á. Còn con nè, điện thoại cùi bắp. Mẹ biết con quê lắm không? Con à, bạn bè con á, xe xua, đua nhau cũng vì hơn thua cái xe, cái điện thoại. Có xứng làm bạn con không? Mà cái điện thoại của con vẫn xài tốt mà. Ví dụ mai mốt á, mà cái điện thoại này ra, điện thoại kia ra, chắc con chạy theo nó suốt hả? Trời ơi, con không muốn quê mùa giống mẹ đâu. Lúc nào cũng không biết trend thời trang rồi điện thoại như thế nào. Lúc nào cũng quê mùa. Con không được hỗn nha. Mẹ đâu có thương con đâu. Sao hồi đó mẹ dành nuôi con với ba làm gì? Con nói thiệt với mẹ nha, con chán cuộc sống ở đây lắm luôn rồi đó. Ở cái nhà kìa coi đi, nó chật gì đâu á. Cái chỗ ăn cơm mà không có nữa. Mỗi lần ăn cơm phải dọn ra đường ngồi ăn như vậy nè, coi được không? Con mà ở với ba hả, bây giờ là ba mua iPhone 14 cho con rồi á. Chứ không phải giờ cái iPhone 13 cũng không có như vậy đâu. Hạnh à, không phải mẹ không thương con, không mua điện thoại cho con. Mà cái điện thoại của con còn xài tốt mà. Đâu có cần cứ phải mua điện thoại mới ngay bây giờ. Mẹ đừng có nói nữa, con không muốn nghe. Con đi đâu đây? Con đi đâu kệ con, mẹ không cần quan tâm đâu. Hạnh! Hạnh! Tao mà mua iPhone 14 là tao sẽ mời một ly trà sữa. Rồi, đi chốt phèo nha. Hạnh! Hạnh ơi! Ai Hạnh? Ai vậy? Người quen mày hả? Ai là ai? Mày điên hả? Nghĩ sao đó là người quen tao? Tao làm gì quen mấy người quán rác đó? Mày chứ sao kêu tên mày vậy? Thì chắc là trùng tên thôi. Mệt quá, đi đi. Mẹ vừa phải rồi chứ. Ai cho mẹ ra ngoài đường gọi tên con rùm beng như vậy? Mẹ có biết hả, lỡ bạn bè con mà biết à, có một người mẹ làm lão công vậy cũng quê lắm không? Tại vì sáng này á, mẹ đi làm, mẹ thấy cái áo đầm đẹp quá, mua cho con, tính về để cho con mặc, nhưng mà mẹ thấy con mẹ mừng quá, mẹ gọi. Thôi, đừng có, mẹ đừng có bất kỳ một lý do nào mà gọi tên con ngoài đường như vậy nữa nha. Mẹ có nói mẹ rồi, nghỉ cái nghề hả, quét rác hôi hám nó đi, mà sao không chịu nghỉ vậy? Con à, cái nghề đó là nghề chính chính mà. Nè, mẹ bất cứ mẹ làm việc gì á mà có tiền lo cho con á là mẹ vui rồi. Con à, con thử cái đầm này đi ha, xem có vừa không. Này con thử đi. Tôi không cần. Cái cần mua thì không mua. iPhone của con đâu? Mẹ nói là không có. Mẹ không đủ tiền để mua iPhone mới cho con. Trời ơi, mẹ muốn con chết thì mới vừa lòng đúng không? Hạnh à, con còn trẻ, mẹ không nặng tay với con đâu. Nhưng mà không vì thế mẹ quân hỗn với mẹ. Vậy mẹ muốn tôi nói chuyện đàng hoàng với mẹ á, thì mẹ mua iPhone cho tôi đi. Hạnh à, con đừng xe xua với bạn con. Con còn trẻ, con phải phấn đấu để sau này có chỗ đứng trong xã hội chứ. Con cứ như thế này á, sau này con thua bạn kém bè thì làm sao hả con? Ôi, sao lúc nào hả mẹ cũng nói đạo lý vậy? Nè, con nói cho mẹ biết, con cho mẹ thời gian một tuần, mẹ không mua iPhone cho con á thì con sẽ gọi điện xin ba. Vậy nha. Hạnh! Hạnh! Alo, anh á. Em đi tới đâu rồi? Anh đang ngồi trong cái quán cà phê mà anh nhắn cho em địa chỉ rồi á. Hồi quán này đẹp lắm. Rồi, tới nhanh nhanh nha, anh đợi em á. Nhưng mà nhanh nhanh cũng phải đi cẩn thận nha chưa. Em, anh kêu nước sẵn cho em rồi đó. Rồi, bye bye cưng.
Nước của cậu đây cậu ơi. Cậu làm rơi bóp đi. Dạ cảm ơn cô. Đẹp quá. Ủa, em là Hạnh đúng không? Anh là Vũ. Đúng. Chào anh.